Dạ vâng, cửa hàng nông ngư cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì dạo thời gian gần đây thì rất nhiều các bác đang hỏi em về một chiếc máy mà khai thác thì mà giá cả vừa phải, không to quá nhá, khai thác vừa thì nên lựa chọn dòng sản phẩm nào. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới về đây một máy cưa xích Estin 028 AV Super các bác nhé. Dòng này là dòng cao nhất của dòng 028 rồi. AV Super luôn, là đời nâng cấp của dòng 028. Máy móc là chuẩn hàng bãi Đức nguyên zin từ A tới Z các bác nhé. Con này thì công suất của nó là đây 52cc. Nó có cái tem ở đây mà tem thì nó cũng đã còn nửa mất nửa còn này. Đó thì còn lại cái thông số, những cái thông số của nó thì đây, thì em quay cho các bác xem qua nhá. Tại vì cái này dòng này dòng bãi mà, đôi khi mấy cái tình trạng tem tiếc thì do người cũ người ta sử dụng rồi. Đó nên là nó không còn được nguyên vẹn thì các bác cũng hết lòng thông cảm các bác nhá. Đó, con này thì công suất là 52cc này. 52cc. Cân nặng không, cân nặng không của cái máy này là đầu máy không đấy ạ, là 5,6 hay 5,7, 5,6 kg. Đó, còn cả lam xích vào nữa thì rơi vào tầm khoảng hơn 6 kg các bác nhá. Đó, nên là các bác cân nhắc nếu mà các bác nào mà muốn sử dụng chuyên nghiệp mà xài ấy cần một cái máy mà đầm đầm một tí thì lựa chọn con này là quá là hợp lý nhá. Đó, cân nặng thì hơn 6 kg. Máy móc nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện, hàng bao zin cho các bác là chuẩn 100%. Hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Nguyên zin từ A tới Z hết các bác nhá. Đó. Máy móc thì cũng đã dọn nổ, cũng như là căn chỉnh ngon lành hết rồi. Đảm bảo cho các bác là nguyên zin từ A tới Z. Giá là, và hiện tại thì con này em bán với giá là 6.500.000. 6.500.000, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn để tham khảo cũng như là để đặt hàng các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì em sẽ ship đến tận nơi cho các bác luôn. Và con này thì lam của nó là em cũng chưa đo nữa. Hình như là con này là lam là 50 phân, mặt cắt 45 phân các bác nhá. Đó. Thông số này là thông số em ướm thôi, chứ còn nếu mà để đo chính xác thì các bác tí sẽ liên hệ cho em, sẽ kiếm cái thước thì em sẽ đo. Hiện tại bây giờ khởi không có sẵn thước thì em ướm thì nó tầm khoảng 50 phân đấy ạ. Đó, mắt xích thì còn to bản nguyên các bác nhá. Đó, riêng xích thì đảm bảo chuẩn zin của nó luôn, nguyên bản. Đó, các bác nhìn. Bác nhìn rõ không nhỉ? Đây, các bác nhìn được chữ Estin dập ở trên sợi xích không ạ? Đó là chuẩn zin của nó luôn các bác nhá. Đó, tất cả máy móc hai ốc lam, các bác nào có nhu cầu về sử dụng khai thác thì lựa chọn con này là quá là hợp lý rồi. Đó, vừa nãy thì em cũng đã test nổ ngon lành hết rồi. Đó, đây đây. Đó, giá 6.500.000 các bác nhá. Đó, và em hoàn toàn miễn phí ship và tặng kèm cho các bác là bộ ba phụ kiện là một gồm típ mở buji, một chiếc rỗ và một tô vít chỉnh. Đó, máy móc thì em sẽ căn chỉnh ngon lành trước khi gửi hàng đi cho các bác lại một lần nữa.
nên là các bác hoàn toàn yên tâm, hàng tới tay các bác sử dụng không cần phải lăn tăn gì cả. Đó, rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.